Hello bạn đối chế độ của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip ăn uống đi. Mình sẽ ăn hai ổ mì nha. Thì ra mình ăn hai ổ mình mua là lẹ đó. Thấy rồi ăn một ổ. Hai ổ này đem thêm nhiều bạn khi mà mình chơi game á, con của mình ta chửi thôi mình là kênh mua này nọ, là có nói thiệt, con là con của mình nập 27 rồi, giờ là 20 rồi, 7 9 4 năm rồi, 4 năm với con số lượt sắp 2000 mấy rồi đó, sao mà mua được đúng không các bạn? Hay ai mà đi mua chỉ kênh không mặc kiếm tiền đúng không? Vì vậy có nhiều bạn kêu mình là kênh mua số kênh đi, có thiệt không tạo khẩu nghiệp gì đó không sao bị nghiệp buộc à? Mình đang rửa chè hòa hùng và tham khảo cho mình xem. Hai ngày đó mà gặp live stream rồi mình ngủ tối, mình live stream trước rồi mình ngủ tiếp, ba mẹ làm. Mà sẽ ghi nắp biết có nhiều bạn không có chơi với mình thì không bạn tham khảo với mình nha, nó chia ra đó, nó chia đã chia ra nghĩa là thế này, nghĩa là bạn chơi một trận rồi không bạn nhường lại cho người khác. Các bạn nào có muốn chơi với mình, hồi giờ không chơi được với mình, tao mà họ chơi. Có nhiều bạn chơi rồi á, bạn kêu là không chơi ra nữa, mới cho cái một trận. Mà mình nói thiệt, bạn chơi được một trận rồi, nhưng người ta chưa chơi là trận nào thì sao? Bạn mới hiểu cái cảm giác của mình khác. Ăn có ổ mà ổ rồi ổ thứ hai làm YouTube á không
đâu có tiền đâu, tại vì đam mê thôi đó. Mình mong muốn rằng thay vì những cái lời trách móc chửi bới á, thì các bạn có thể an ủi qua một phần nào. Bạn nào mà yêu mới mình á thì các bạn phải quảng cáo kênh giúp mình, bạn chia sẻ kênh của mình cho người thân của các bạn, ví dụ như là anh chị em, các bạn có quảng cáo kìa. Tôi biết con này nè, thằng chúng con nó ngu lắm nhưng mà tao chơi với nó mà cho mày coi thử đi, hay lắm, thằng này nó làm đủ trò ngu luôn. Con này có mày đã cầm lên đó là tiếp đó, các bạn cáo như vậy giùm mình nha, nói thiệt không còn các bạn phải làm gì cao kẻ mình đâu, đơn giản các bạn chỉ cần cho mình một like thôi, một like và một cái livestream thôi là mình vui rồi, mình không có cần cái gì hơn đâu. Mỗi lần mình livestream mà có người xem, có người đăng ký, có người like là mình vui lắm, vui hơn là mình trúng số đó các bạn à, nói thiệt. Các bạn ủng hộ mình, các bạn tương tác với mình á, mình rất là thích. Có vì một cái kênh livestream không có ai xem á, nó buồn nó nhạt nhẽo lắm các bạn ơi. Ngoài đường bây giờ xe cộ rất là nhiều, chắc bên là chút xe ồn, các bạn tham khảo với mình nha. Ở một mình á đôi khi cũng rất là vui, đôi khi cũng rất là buồn, thì mình ở một mình không có gì vui hết á. Nhưng bạn nào á mà có ý định là mua tự lập riêng á thì đừng nên nha, không có được đâu, là mắc khổ lắm, có rất nhiều thứ để đỡ các bạn lo, cho tiền xăng nè, tiền này tiền kia tiền nọ, tiền ăn uống, tiền bệnh. Khi các bạn bệnh á thì sẽ tự các bạn lo thôi, chứ ba mẹ bạn ở xe quá mà sao lo được cho bạn đó. Còn bạn nào mà đang đi học á thì đừng nên bỏ học nha, trở thành thằng sơn nước như mình hiện tại á không có vui vẻ gì đâu, đừng bỏ học, cố gắng học đi, sau này kiếm cái bằng, kiếm cái nghề nào tốt mà làm. Cái việc giống như mình hiện tại á, nó bệnh nhiều thứ lắm nha, nhưng vì đồng tiền thôi mình phải đi làm. Ok, cái lời chửi mắng của ba mẹ các bạn họ đi muốn các bạn trưởng thành hơn thôi, chứ họ không có ý là các bạn chửi các bạn đâu, bạn chọn ba mẹ các bạn á,
không có được. Sau này các bạn lớn trong mình nè, mình năm nay 19 rồi, các bạn mới hiểu được lời mẹ các bạn nói là đúng. Là con trai nó chứ không bao giờ nói rằng nó thương ba thương mẹ đâu, nó để trong lòng thôi. Và mình cũng vậy, bất cứ cái niềm vui nỗi buồn nào á mình để trong lòng mình thôi, nhưng mà mình nghĩ là nỗi buồn nó nhiều hơn rất là nhiều. Buồn lắm các bạn ơi, các bạn như mình các bạn mới hiểu, nhưng mà mình không mong muốn các bạn nói như mình đâu. Thôi thì mình tắt clip đây. Chúc các bạn một buổi, có một ngày mới tốt lành nha. Bye bye các bạn. Hẹn các bạn gặp lại các bạn trong những cái livestream tiếp theo.